Papita, chị Vy Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay thì chị Vy Đỏ và các bé chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời thông qua video này. Chúng ta sẽ biết sơ lược một số cách làm kiểu tóc cho Elsa thật là xinh đẹp nhé. Rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy chọn một kiểu tóc cho Elsa. Có hai kiểu tóc. Chị đã sẽ thử chọn kiểu tóc phía bên đây trước nha. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu làm tóc cho Elsa thôi. Đó. Đây chúng ta sẽ bắt tóc như thế này nha các bé. Rồi. Chúng ta sẽ tết tóc như thế này, hai sợi, và chúng ta cứ bắt chéo như thế này. Đó, các bé đã quan sát chưa? Thấy chưa nào? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng phần kẹp tâm để cố định nó. Đó, lên một búi như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ lấy tóc và thực hiện như vừa rồi. Kẹp lại nào. Chúng ta sẽ tết ngay lúc đầu luôn nha. Sử dụng kẹp tăng và cố định lại luôn. Đây, còn phần tóc cuối cùng. Đây, cố định lại luôn. Bây giờ thì chúng ta đã được một cái đầu như thế rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thể chọn màu tóc nha. Đây, chị đã thử chọn phần màu nâu thử nhé. Wow, rất là đẹp phải không nào? Chúng ta có thể nhuộm tóc lên thôi. Đó, chúng ta có thể nhuộm lai như thế. Rồi, có rất là nhiều màu luôn nè các bé. Chị đã sẽ thử lại màu này nha. Chúng ta có thể phối hợp nhiều màu trên một cái đầu, làm sao cho màu đẹp nhất thôi. Rồi. Đây là kiểu tóc bím lúc nãy các bé đã quan sát chị Vy Đỏ làm rồi. Sau khi làm như thế thì sẽ được hình dáng của đầu tóc như thế này. Các bé có cảm thấy đẹp không? Và chúng ta có thể trộn màu như thế tùy vào sở thích của mỗi người. Video của chị Vy Đỏ đã hết rồi. Nếu các bé muốn biết được video sau chị Vy Đỏ sẽ lại làm gì thì hãy theo dõi video tiếp theo nhé. Và bây giờ thì chị Vy Đỏ cũng bật mí luôn. Video tiếp theo thì chị Vy Đỏ sẽ lại tiếp tục hướng dẫn cho các bé làm tóc cho Elsa nhưng với kiểu tóc khác nha. Nếu bé nào cảm thấy yêu thích và muốn biết thêm được kiểu làm tóc thì hãy theo dõi video tiếp theo nha. Còn bây giờ chị Vy Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé. Pipa pipa, chị Vy Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ở kỳ trước thì chúng ta đã làm kiểu tóc thứ hai cho Elsa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm kiểu tóc này nhé. Và các bé hãy theo dõi nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ lấy cọng thun, mình cột tóc lên như thế này. Đó, các bé đã quan sát kỹ chưa? Rồi tiếp theo sẽ dùng sợi thun thứ hai để cột lên như vậy nữa. Đây, hình ảnh nó như thế này. Phần thứ ba chúng ta sẽ cột lên được hai bím, một bím lớn và hai bím ngắn như thế này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lấy tóc và bím. Đó, các bé đã quan sát được kiểu bím đó chưa?
rồi chúng ta giữ thông để cột nó lại. Đó. Và dùng một sợi thông nữa buộc đến tóc đó. Và chúng ta xả cái cục hồi nãy mà chúng ta vừa cột ra để chúng ta bắt bím. Rồi dùng thông cột lại nè. Giờ thì phần tóc bên đây chúng ta cũng sẽ làm tương tự như thế. Chúng ta sẽ dùng thông để buộc giữ phần tóc để chúng ta có thể dễ dàng cắt bím từng phần. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bím từ ở tầng dưới lên. Rồi dùng thông cột lại. Giờ thì chúng ta sẽ buông phần tóc chúng ta vừa buộc ra và chúng ta chải để chia tóc và cũng bím nó lên. Rồi dùng thun cột lại và chúng ta sẽ buông phần tóc cuối cùng và chia tóc ra để bím nhé. Có vẻ là tốn công sức nhiều hơn kiểu tóc trước sẽ không nào các bé, nhưng mà sau khi làm thì chỉ đơn nghĩ là có thể là nó sẽ đẹp vì bỏ ra nhiều công phu thì chắc chắn kiểu tóc phải đẹp hơn phải không nào. Rồi chúng ta sẽ bỏ luôn cái phần bím phần tóc tự đầu tiên. Kẹp vào như thế nhé. Rồi chúng ta sẽ kẹp tóc theo hướng đường mũi tên chỉ dẫn nè. Đó. Rồi chúng ta cột lại nha. Xong rồi, rất là đẹp phải không? Bây giờ thì chúng ta có thể chọn cách nhuộm màu tóc thôi. Rất là nhiều màu nha. Đây. Tùy vào sở thích của chúng ta có thể nhuộm màu lên hoặc là cả đầu đều màu như thế. Nó rất là đẹp phải không nào các bé. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem nhé. Ten 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 ten, đây là kiểu tóc thứ hai mà chị Bí Đỏ và các bé đã cùng nhau vừa làm cho Elsa. Sau video này thì chị Bí Đỏ nghĩ là sẽ có nhiều bé học được thêm kiểu tóc mới rồi phải không nào. Video của chị Bí Đỏ hết rồi. Nếu các bé cảm thấy thích video này thì hãy cho video này một like nhé. Còn bây giờ chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.